thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải. Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải là một cuốn sách đầy sự hách não, xoắn tư duy, vặn logic nhưng cũng đầy sự cô đơn. Dù không phải mỗi người trong mỗi câu chuyện đều nói ra lời, nếu có hứng thú với những điều kỳ lạ khác với lẽ thường, đừng bỏ qua cuốn sách này, vì họ sẽ đưa bạn đến những thế giới quan vô cùng độc đáo, vô cùng thú vị. Vì dù là thiên tài hay kẻ điên, họ cũng đều là người. Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải là cuốn sách, giống cánh cửa đi vào một thế giới khác với những góc nhìn khác về tâm lý học. Những đoạn trích hay của Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải. 1. Vấn đề không phải anh ta nghĩ quá nhiều hay những người khác nghĩ quá ít, mà là những điều chúng ta chưa biết quá nhiều. Nếu bắt buộc phải dùng từ nô dịch, vậy chúng ta đều bị những điều chưa biết nô dịch. Cho đến một ngày chúng ta có thể nhìn rõ tất cả sự vật, sự việc xung quanh, chỉ là không biết ngày đó bao xa. 2. Hôm đó, tôi đã nói với cô bé muốn ra ngoài rất đơn giản. Chỉ cần giống như linh hồn quấn đuôi lại, chui vào vỏ rỗng để làm người. Muốn người ta không coi mình là bệnh nhân tâm thần, nhất định phải giấu kỹ một vài suy nghĩ, không được tùy tiện nói cho người khác biết. Như vậy mình sẽ được an toàn. Tôi... Anh có thể nói cho tôi biết đáp án là gì không? Anh, được, tôi có thể trả lời câu hỏi này cho bất cứ ai. Rất đơn giản, dù bản thân ở thời đại nào, yên ổn cũng được, chiến loại cũng được, thói đời đào điên cũng được, chỉ cần hai chữ, ẩn nhẫn, khiêm nhường. Anh, có thể tôi bị mắc bệnh tâm thần, chỉ là tôi có tiền, không ai cảm thấy tôi điên, những người không có tiền mới thành kẻ điên. 3. Anh, cơ thể chúng ta đã thay đổi, ý thức của chúng ta chỉ có thể dựa vào ký ức mà chống đỡ, nhưng bản thân ký ức lại chỉ có giá trị tồn tại thông qua hoàn cảnh và những người xung quanh. Nếu không có những điều đó, ký ức và ý thức sản sinh nhờ ký ức sẽ không còn bất cứ ý nghĩa gì. Ý thức về bản chất dựa vào hoàn cảnh, dựa vào những người xung quanh. Vì vậy, thật ra, anh không phải là anh, tôi cũng không phải là tôi, chúng ta mới là anh. 4. Tôi, người trong cùng một thế giới nhìn thấy thế giới khác nhau. Ngược lại, những thế giới không giống nhau này cũng ảnh hưởng đến bản thân người nhìn thấy chúng. Cô, gần đây anh thích nói chuyện vòng vo nhỉ? Anh có nhận ra không? Tôi cười. Ý tôi muốn nói là nếu một thế giới có thể diễn giải thành nhiều hình dạng, vậy đi xem thế giới của người khác trông như thế nào cũng rất thú vị. 5. Còn người khác nhìn nhận thế nào? Tôi đều chấp nhận vì thế giới này chính là như vậy. Thừa nhận sự tồn tại của những thứ không giống với bản thân rất quan trọng. Năng lực chịu đựng của tôi không thành vấn đề. Buổi sáng mỗi ngày lúc sinh ra tôi đều chuẩn bị tâm lý ổn thỏa, chuẩn bị tiếp nhận những thế giới không giống nhau. Rồi đến tối hôm đó tôi chết đi, kết thúc những việc cần quên lãng, lưu trữ những điều cần lưu trữ. Tôi trinh là như vậy, sáng sinh chiều chết, đối diện với mỗi ngày. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé.